xin chị liên xua đó bông mai bông bông từng áp nghe cha ngày nay nhìn xem nghe chia phê là hai bông bông sắc phê mốc chuẩn điện đó bông bông từng áp nghe cha nên cái chia sải sầm phi rồi nè sải sầm phi rồi nè nên chơi chia ba đôi chia chừng người từng nôm ai lơ xiêm đông sai đông kí chừng người rục tray rục phê chừng người từng pe của viên cha sải sầm phi rồi nè nên là nó mới lựa chơi như đầm này đông chạm cha mui cái lẩu trong tay rồi là tê bông bông chia phi cái lẩu than chưa đây cả là cái lẩu chia bay cái lẩu than chưa đây mà cái lẩu chia pram cái lẩu than chưa đây bông bông phi cái lẩu cha hai cái miếng chia bề phê đầm nạt khang cha đầm nạt khang đấy chui chia ba đấy chia này để tôi lấy muỗng cha này để thoa lại thì đầu khang này để mình khang cho à cua cha còn ai bị chơi chỉ mỗi đầm nạt khang lúc ta thì xa ba mươi tới áp sáu tỷ bay cái lỗ tới trăm sáu cha hay chỉ cua đầm nạt khang đi phong nai lại nước mưa cũng chắc sáng sập là cha tên phi học sắp thanh chưa mua cha hai cái miếng chia bề phê đầm nạt chơi cha đầm nạt chơi đấy chui chia ba đấy chia này để sai cái liên cha này để làm bao nhiêu phiên luôn chia sai chỉ người tu tơi cha hai ngày này ca hai yêu sao mà miên câu có ai phải chịu chốt chỉ mùi hình sáng nằm chả thì cua chìm nắng chơi đi phong nam nuôi tình trạng trâm tại sao sập đà la tê bong phong chia phi tình trạng khóc sập đà la thay chưa mùi chả sáng nằm cửa đôi thiên mỗi đó trâm tại sao sập đà la tê bong phong chia phi đọc khóc sập đà la thay chưa mùi được thiên và sẽ để bong chia sáng rộp là tập hợp bảo cửu xu sánh hùa chả mê ca tự tuôn sqa phi cửa xuông phật hạp bị bạc bình lình và sân để bong ôn trong ba rộp là tập hợp bảo cửu xu sánh hùa a cha châu phê bảo cửu xu sánh hùa tỏa rư môi kho giảm đây tự sạp cả đưa chỉ nên theo mắt lượng mình chả